Chàng trai trẻ này vô tình sở hữu được khả năng xuyên không? Và điều đầu tiên anh ta muốn làm đó là nhảy thẳng đến kho bạc của ngân hàng để ăn trộm. Đến trường học bị kẻ khác bắt nạt thì đẩy thẳng cổ hắn ta vào tù. Ngoài ra anh ta còn có một lối sống cực kỳ xa hoa. Sáng đi lướt sóng ở Vũng Tàu, trưa gặm bánh mì trên tượng Ai Cập cổ. Đúng là một cuộc sống mà bao người mơ ước. Tại sao anh chàng này lại có thể xuyên không được như vậy? Hãy cùng Điền Tây theo dõi đến cuối bộ phim nhé. Thì ra cách đây vào vài ngày trước, Jack cũng chỉ là một chàng trai bình thường sống ở một thị trấn nhỏ. Và niềm vui mỗi ngày của anh ta khi đến trường là được nói chuyện với cô gái mà mình thích. Sau đó Jack tặng cho Lisa một quả cầu tuyết để thể hiện tình ý của mình trong lần đi chơi ở trường. Thì đột nhiên tên Mark, học lớp kế bên, tiến đến giật lấy nó. Sau khi trêu chọc cả hai một hồi, thì hắn ta đã ném quả cầu tuyết ra giữa hồ nước đóng băng. Thế là Jack chỉ đành cam chịu, mà âm thầm đi nhặt nó lại. Cho dù Lisa có cố gắng ngăn cản, thì anh ta vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Cho đến khi Jack lấy lại được món quà, thì bất ngờ lớp tuyết chỗ anh ta đứng bị sập xuống. Thấy vậy Lisa liền hốt hoảng chạy đến giúp, nhưng Jack lúc này đã bị mắc kẹt dưới lớp mặt băng dày. Còn dòng nước thì ngày càng đẩy anh ta ra xa hơn, dường như là không có cơ hội nào để thoát. Cứ tưởng là mình sẽ bị ngủm, nhưng ai ngờ Jack lại thấy mình đang nằm ở giữa nhà sách. Cảnh tượng này đã khiến cho anh ta không thể tin vào mắt mình. Đến khi Jack trở về nhà, thì người bố đã đợi sẵn để kiếm chuyện. Nhưng Jack lại không thèm trả lời mà đi lên phòng. Thế là ông ta tức giận tính xông vào tẩn cho anh một trận. Nhưng chưa kịp động vào một sợi lông thì Jack đã biến mất, thì ra anh ta đã dịch chuyển đến nơi khác. Đến lúc này Jack mới nhận ra mình lại có một khả năng ảo ma Canada đến vậy. Vì vậy Jack đã trở về nhà lấy hết số tiền mà mình tiết kiệm được. Sau đó anh ta quyết định chuyển đến thành phố lớn để tìm nơi thể hiện tài năng của mình. Thế là ngày hôm sau, Jack đến công viên để cố gắng tìm hiểu về khả năng của mình. Bằng cách là liên tục tập luyện để xem liệu rằng bản thân có thể kiểm soát được sức mạnh tốt hơn không. Lúc này Jack nhìn thấy tòa nhà cao nhất thế giới. Đây là nơi mà lần cuối anh gặp mẹ mình. Thì đột nhiên mọi thứ trong phòng bay tứ tung, rồi dịch chuyển đưa anh ta đến tòa nhà cao nhất. Nhờ vào cú nhảy này, Jack mới nhận ra rằng bản thân chỉ có thể xuyên không đến những nơi mà anh ta đã từng đến. Thế là khi không có tiền, Jack đã quyết định sử dụng khả năng của mình để đi ăn trộm. Tối hôm đó, Jack đã dịch chuyển tức thời nhảy đến kho tiền của ngân hàng để cố gắng gom càng nhiều càng tốt. Cứ sau mỗi cú nhảy thì Jack đều dinh về một túi đầy ấp tiền. Thế là chỉ trong một đêm, anh ta đã trở nên giàu có. Nhưng vụ trộm này đã khiến cho cả thành phố chấn động và mở ra cuộc truy tìm trên diện rộng. Thế là không thể thiếu sự góp mặt của bậc thầy săn trộm Roland. Có lẽ đây là phi vụ bí ẩn nhất đối với Roland. Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng, giờ đây Jack đã có một cuộc sống ấm no tại New York. Anh ta sống rất dư giả và có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn. Đặc biệt là trong căn hộ của Jack có ngập tràn hình ảnh về các địa điểm khác nhau trên thế giới. Sau đó Jack dịch chuyển đến một quán bar ở London để giải trí, thì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp. Thế là anh ta liền dùng xuyên không đến kế bên. Và hành động này đã bị Tony nhìn thấy. Sau một đêm nướng khoai đầy kịch tính, thì Jack lại tiếp tục nhảy xuyên không đến Vũng Tàu để lướt sóng. Tiếp theo anh đến Ai Cập, chỉ để ăn trưa trên đỉnh Kim Tự Tháp. Thì lúc này tại một khu rừng nhiệt đới, khi Roland tiến đến gần, chàng trai đã cay cú mà hỏi: "Tại sao ông lại bắt tôi?" Thì Roland liền đáp: "Vì trong mắt tao, những kẻ có thể nhảy xuyên không đều ghê tởm." Thế là lời vừa dứt, ông ta đã trực tiếp đưa chàng trai lên ngắm gà khỏa thân. Sau đó Roland nhận được một cuộc gọi là đã tìm ra thông tin của kẻ trộm ngân hàng vào vài năm trước. Lúc này Jack đã trở về nhà của mình sau khi đi phượt xong, thì phát hiện ra Roland ở ngay trước mặt. Ông ta nói với Jack rằng mình đang điều tra về những vụ trộm gần đây. Nghe có mùi, thế là Jack liền yêu cầu tên Roland rời đi. Nhưng ai ngờ ông ta đã chuẩn bị sẵn rùi cui điện ra, chích vào người anh ta như chích cá. Bị tấn công bất ngờ, Jack liền nhảy xuyên không để thoát thân. Nhưng anh ta chỉ dịch chuyển được cách đó vài mét. Thấy vậy Roland tiến đến ném Jack ra xa, rồi bắn một sợi cáp điện vào người anh ta. Thì ra chỉ có dòng điện mới có thể ngăn cản được Jack nhảy xuyên không. Nhưng lão già Roland không thể tin được rằng Jack đã dịch chuyển sang phòng bên để cắt dây điện. Sau đó anh ta lấy vài túi tiền rồi biến mất. Một giây sau, Jack đã xuất hiện ở trong căn phòng cũ của mình. Người bố nghe thấy động tĩnh liền chạy lên, nhưng lần này là để cầu xin anh ta đừng đi nữa. Nhưng Jack lại không tin người bố nghiện ngập này mà đã dịch chuyển xuyên không bỏ đi. Ngày hôm sau, anh ta tìm đến cô bạn gái cũ thì thấy Lisa đang làm việc tại quán bar. Nhưng ai ngờ khi Jack vừa bước ra ngoài thì lại đụng độ với tên hay bắt nạt mình. Lần này anh ta không nhịn nữa mà lao vào xúc hắn ta. Sau đó nhảy xuyên không đưa hắn vào một kho tiền ở ngân hàng, rồi để hắn ta ở đó. Tiếp đó Jack quay trở lại gặp Lisa và muốn mời cô đi du lịch khắp thế giới cùng mình. Lisa nghe xong liền không do dự mà đồng ý, vì đây là ước mơ từ trước giờ của cô. Nhưng phía sau lại có sự hiện diện của Tony, anh ta đang ngầm theo dõi cả hai. Sau đó, Jack cùng bạn gái mình đến Rome để xem đấu trường La Mã. Trong khi đó, tên Roland giả vờ mang tất xanh để tiếp cận kẻ bắt nạt Jack.
Thế là tên Mark đã tiết lộ cho ông ta biết được nơi mà Jack và Lisa muốn đến. Còn bên này, cả hai đang cùng hàn huyên tâm sự với nhau về những trải nghiệm của mình trong vài năm qua. Với khả năng đi nhiều nơi, tán gái ở đa vũ trụ của mình, Jack đã nhanh chóng tạo được sự lãng mạn cho Lisa. Thế là từ giây phút ấy, họ lếu lều nhau chưa bao giờ là đủ. Sau đó Jack lén đưa Lisa vào đấu trường La Mã để tránh bảo vệ. Jack đã âm thầm nhảy xuyên không để mở cửa bên trong. Nhưng ai ngờ lại gặp Tony, anh ta cũng tiết lộ mình cũng có khả năng dịch chuyển như Jack. Và nói rằng những người có khả năng như chúng ta rất hiếm. Vì thế đừng sử dụng nó tùy tiện như thế này nữa, và chỉ trích Jack có lối sống xa hoa. Đồng thời cảnh báo rằng, có một đội hiệp sĩ đang quyết tâm tiêu diệt tất cả những người xuyên không như chúng ta. Vừa dứt lời, thì một cặp hiệp sĩ xuất hiện. Họ trông có vẻ chuyên nghiệp, vừa tiếp cận đã rút ra dùi cui điện ra tấn công cả hai. Jack tính trốn, ai ngờ lại bị một sợi dây cáp trói lại. Còn Tony thì đã quá quen thuộc với những tên hiệp sĩ này, một mình anh ta cân hai dư sức. Sau đó anh ta nhảy xuyên không về hang ổ bí mật của mình. Jack thấy vậy cũng liền nhảy theo để biết chỗ ở của Tony. Sau đó anh quay trở lại đưa bạn gái ra khỏi đấu trường La Mã. Lúc này Lisa hỏi Jack đã có chuyện gì xảy ra, nhưng khi anh chưa kịp giải thích thì cảnh sát đã bắt anh vì tội đột nhập trái phép. Tại đồn cảnh sát, Jack nói mình chỉ tình cờ đi vào đó. Nhưng tên sĩ quan không tin, mà giao Jack cho thẩm phán quyết định. Trong lúc anh ta đang đợi, thì một người phụ nữ lạ xuất hiện. Thì ra đó là Mary, mẹ của Jack. Khi Jack chạy theo thì bà ta đã biến mất. Sau đó Jack đến tìm bạn gái để bỏ trốn, và cả hai cùng đi đến sân bay. Nhưng khi đến nơi thì anh ta lại nói lời chia tay với Lisa. Mặc dù cô rất thất vọng, nhưng cũng phải tiếp tục chuyến bay của mình. Trong khi đó, tên Roland đến nhà bố của Jack để khai thác thêm thông tin về anh. Nhưng bố của anh lại không muốn hợp tác và đuổi thẳng cổ tên Roland về. Nhưng ông ta lại từ chối. Còn lúc này Jack đã đến nơi ẩn nấu của Tony và nhìn thấy trên các bức tường của anh ta đều dán đầy thông tin về các hiệp sĩ trên khắp thế giới. Sau đó anh hỏi Tony tại sao bọn hiệp sĩ lại muốn tiêu diệt những người có khả năng xuyên không như chúng ta. Thì anh giải thích rằng cuộc chiến giữa chúng ta và đám hiệp sĩ đó đã diễn ra từ mấy nghìn năm trước. Thậm chí bọn chúng có thể hy sinh cả nghìn người chỉ để giết được một người như chúng ta. Nói đến đây thì Jack liền nghĩ có thể bố mình đang gặp rắc rối. Thế là anh ta liền dịch chuyển trở về nhà, thì nhìn thấy ông đã bất tỉnh nằm trên sàn. Jack lại tiếp tục nhảy xuyên không để đưa bố mình đến bệnh viện, trong cảm giác đầy tội lỗi. Sau đó anh ta quay lại nơi ẩn náu của Tony để tìm hiểu thông tin về tên Roland. Anh muốn tận tay mình trả thù cho bố. Nhưng Tony lại nói điều đó thật vô ích, vì anh ta đã truy đuổi tên Roland hơn 10 năm nay rồi. Nhưng mỗi lần chạm trán với hắn ta thì anh ta đều thất bại. Jack liền ra đề nghị giúp anh, nhưng anh lại thẳng thừng từ chối. Sau đó Tony nhảy xuyên không đến Trung Quốc, còn Jack thì vẫn theo sau để thuyết phục. Thấy vậy Tony đành đồng ý, và nói với Jack khả năng tiếp theo tên Roland sẽ xuất hiện ở nhà Lisa. Sau đó cả hai quyết định hành động, Jack thì đi đón Lisa, còn Tony thì trở về nơi ẩn náu để trang bị vũ khí. Khi nhìn thấy Jack đang ở nhà mình, thì cô ta vô cùng ngạc nhiên. Nhưng Lisa không muốn gặp anh nữa, rồi yêu cầu Jack rời đi. Thì đột nhiên Jack nhìn thấy tên Roland và đồng đội của hắn ta đang đến. Nên không còn cách nào khác, Jack chỉ nói cho Lisa biết mình có thể xuyên không. Lisa nghe xong thì liền chết lặng, bố khỉ cái thằng điên này đang nói gì vậy trời. Nhưng biết sắp không còn kịp nữa, Jack chỉ đành dịch chuyển đưa cô đến nơi ẩn náu của Tony. Còn tên Roland khi đến nơi thì đã để con mồi sẩy mất. Nhưng hắn ta đã tìm thấy được lối đi xuyên không của Jack. Thế là tên Roland lấy ra một cỗ máy, rồi đặt nó ở phía dưới lối đi. Thế là một cánh cổng không gian được bắt đầu hình thành. Khi Jack gặp lại Tony, thì anh ta rất tức giận khi nhìn thấy Lisa đi cùng. Anh ta nói cho Jack biết về cỗ máy của những tên hiệp sĩ, và không lâu nữa thôi bọn chúng sẽ đến đây. Sau đó cả hai đi kiểm tra lối vào, thì phát hiện nó càng ngày lớn hơn. Chỉ trong một giây, tên Roland đã xuất hiện cùng súng điện. Thế là cả hai liền bỏ trốn, thì tình cờ lúc này Jack nhìn thấy hình mẹ mình được dán trên tường của Tony. Trong lúc lơ là, anh ta đã bị bắn trúng vào tường. Tony cũng nhảy ra phục kích cùng với cây súng phun lửa. Tiếp đó anh dùng khả năng xuyên không của mình để chơi tay đôi với tên Roland. Thấy vậy Tony liền bay tới đấm tên Roland bay khỏi nơi ẩn náu. Sau đó dịch chuyển tới nơi khác để lái một chiếc xe buýt đâm thẳng vào hắn ta. Mặc dù rất bất ngờ, nhưng hắn đã kịp phản ứng để né đòn tấn công này. Trong khi Lisa đang cố gắng giải thoát cho Jack đang bị mắc kẹt, thì tên Roland xuất hiện và chuẩn bị ra tay giết cô ta. Nhưng may là Tony đã xuất hiện giải cứu kịp thời, rồi dùng súng phun lửa bắn cho hắn ta bay ra khỏi dòng thời gian. Bên này Lisa đã thành công giải cứu Jack, rồi yêu cầu anh đưa mình về nhà. Jack cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Khi anh ta chuẩn bị đưa Lisa về, thì Tony liền xuất hiện trở lại cùng với cổ máy của những tên hiệp sĩ trên tay. Nhưng chiếc máy vẫn đang hoạt động, thế là bọn chúng dùng súng điện bắt Lisa đi. Lúc này Jack muốn quay lại giải cứu bạn gái, thì phát hiện ra Tony đang chuẩn bị một quả bom. Trong lúc anh ta đang khó hiểu, thì Tony nói đây là cơ hội tốt để kết liễu đám hiệp sĩ đó một lần.
Sau đó anh ta đợi quả bom phát nổ, rồi đẩy nó xuyên không đến nhà của Lisa. Nhưng Jack đã từ chối, và dùng dịch chuyển để đưa quả bom đi nơi khác. Tony cũng đuổi theo anh ta, rồi cả hai xuyên không liên tục để đánh nhau. Cả hai dịch chuyển đến Việt Nam, Ai Cập, New York trong khi chiến đấu, với mục đích giành lấy ngòi nổ từ xa của quả bom. Cuối cùng họ dừng ở một quốc gia bị chiến tranh tàn phá. Sau đó Tony đã giành được ngòi nổ. Thế là Jack liền dịch chuyển đẩy Tony vào cột điện, để dòng điện khổng lồ giữ chân anh ta lại. Mặc dù vậy nhưng Tony vẫn cố gắng ngăn cản Jack quay trở lại, vì anh ta biết rằng Jack không thể nào đấu lại 5 tên hiệp sĩ kia. Nhưng Jack đã quyết tâm đi cứu người mình yêu, sau đó anh nhảy xuyên không đến nhà của Lisa. Nhưng ai ngờ lại bị bọn hiệp sĩ đã đứng đó từ chiều, dùng dây điện úp sọt. Mặc dù đau đớn, Jack vẫn cố gắng để giải cứu Lisa. Trong cơn tức giận, Jack đã dùng hết sức mình để dịch chuyển toàn căn hộ đến một hồ nước. Thế là hầu hết những tên hiệp sĩ đều bị ngủm, còn một số thì bị bất lực khi ở dưới nước. Sau đó Jack dịch chuyển căn hộ trở lại thư viện. Khi tỉnh dậy lần nữa, thì Jack thấy tên Roland vẫn còn sống. Thế là anh liền dịch chuyển đưa hắn ta đến giữa sa mạc Sahara, rồi để hắn ở đó mình. Sau một thời gian trôi qua, Jack lại tìm thấy mẹ mình. Lúc này bà ta mới nói sự thật là mình cũng là một hiệp sĩ, và phát hiện ra khả năng của Jack từ khi anh mới 5 tuổi. Nhưng vì để bảo vệ Jack, bà ta đã phải rời khỏi nhà. Nhưng giờ họ mới có thể được đoàn tụ và sống hạnh phúc cùng nhau. Bộ phim đến đây là hết rồi. Mình là Điền Tây Tiểu Ca, nếu thấy hay nhớ bấm 2 lần đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim hay và hấp dẫn tiếp theo.